Điều gì khiến Trung Quốc lo ngại hơn 142 chiếc F-35 của Nhật? Theo nguồn tin của Nikkei Asian Review, Nhật Bản đang chuẩn bị mua một lô khác của 100 máy bay chiến đấu tàng hình thế hệ 5 F-35 Lightning II của Mỹ nhằm thay thế dần phi đội chiến đấu cơ thế hệ 4 là F-15J và F-15DJ cũ kỹ nước này đã bắt đầu mua sắm từ năm 1981. Theo đó, thì chính quyền Tokyo đã hoạch định một khoản ngân sách lớn vào khoảng hơn 1.000 tỷ yên mua thêm lô máy bay chiến đấu hiện đại nhất thế giới của Mỹ. Kế hoạch này có thể được coi là một phản ứng mạnh mẽ đối với sự gia tăng sức mạnh quân sự của Trung Quốc, cũng như thể hiện sự ủng hộ đối với lời kêu gọi của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc đề nghị Tokyo mua thêm các thiết bị phòng thủ của Mỹ. Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nhiều lần kêu gọi Nhật Bản mua thêm hàng của Mỹ, giảm sự mất cân bằng thương mại giữa hai quốc gia. Mua thêm các máy bay chiến đấu giá cao là một cách nhanh chóng để làm điều đó. Trước đây, Nhật Bản chỉ có ý định mua 42 máy bay chiến đấu mới để củng cố sức mạnh của lực lượng tự vệ trên không. Nhưng hiện nay, trong bối cảnh gia tăng đối đầu với Trung Quốc về vấn đề chủ quyền quần đảo Senkaku điếu ngư trên biển Hoa Đông, Tokyo đã quyết định đầu tư lớn để hiện đại hóa mạnh mẽ phi đội máy bay chiến đấu. Một chiếc F-35 Lightning II có giá hơn 10 tỷ yên, tương đương 88,1 triệu đô la, có nghĩa là đơn đặt hàng bổ sung của Nhật sẽ vượt quá 1.000 tỷ yên, tương đương với gần 9 tỷ đô la. Chính phủ Nhật có kế hoạch phê duyệt việc mua chiến đấu cơ F-35 của Mỹ trong dịp thông qua cương lĩnh chương trình quốc phòng mới tại một cuộc họp nội các vào giữa tháng 12. Cương lĩnh này sẽ bao gồm kế hoạch mua sắm F-35 được thể hiện trong chương trình phòng thủ trung hạn. Ngân sách mua sắm dự kiến sẽ được phân bổ trong năm tài khoá từ 2019 đến 2023. Hiện nay, Nhật Bản triển khai khoảng 200 chiếc F-15, gần một nửa trong số đó không còn khả năng nâng cấp. Bộ Quốc phòng nước này muốn thay thế các máy bay không thể nâng cấp được bởi 100 chiếc F-35, đồng thời những chiếc F-15 còn lại sẽ được hiện đại hóa để tiếp tục sử dụng. Chính phủ Nhật cũng muốn có ngay 42 chiếc F-35 Lightning II để thay thế hết số lượng tương ứng các chiến đấu cơ thế hệ cũ F-4S vào năm 2024. Việc Nhật Bản tăng mạnh số lượng mua sắm chiến đấu cơ tàng hình thế hệ 5 của Mỹ diễn ra trong bối cảnh người hàng xóm Trung Quốc đang bận rộn giới thiệu dòng máy bay quân sự tiên tiến của họ, trong đó có cả hai dòng máy bay chiến đấu tàng hình thế hệ 5. Hiện Bắc Kinh đã chính thức biên chế máy bay chiến đấu tàng hình hạng nặng Chengdu J-20 vào tháng 2 năm nay, và đến năm 2030, một số chuyên gia Trung Quốc hy vọng lực lượng không quân nước này sẽ sở hữu một phi đội gồm hơn 250 máy bay thế hệ thứ 5. Ngoài ra, nước này còn đang chế tạo loại máy bay tàng hình thứ hai là Shenyang J-31. Mặc dù J-31 vẫn chưa phát triển hoàn thiện, nhưng có thể trong vòng 5 năm tới, tập đoàn chế tạo hàng không Thẩm Dương Shenyang Trung Quốc có thể thành công trong việc triển khai kế hoạch này. Trong khi đó, lực lượng tự vệ trên không Nhật vẫn đang phải chờ đợi chương trình phát triển máy bay chiến đấu tàng hình thế hệ 5 của mình là F-3 thành công như mong đợi. F-3 là chiến đấu cơ tàng hình thế hệ 5 được nghiên cứu phát triển trong chương trình nghiệm chứng kỹ thuật tiên tiến X của hãng Mitsubishi. Đây là loại chiến đấu cơ tàng hình hạng nhẹ do Nhật Bản tự lực chế tạo, được cho là áp dụng những công nghệ tiên tiến nhất trên thế giới, thậm chí có những công nghệ vượt trội cả Mỹ. Do đó, dự kiến sớm nhất là 5 năm nữa, Nhật Bản mới bắt đầu biên chế chiếc máy bay đầu tiên. Để theo kịp Trung Quốc, giới chức lãnh đạo quân đội Nhật Bản cho rằng bắt buộc phải tăng đáng kể việc mua sắm các máy bay tàng hình tinh vi nhất. Vì vậy, Tokyo buộc phải số lượng mua sắm chiến đấu cơ tàng hình thế hệ 5 của Mỹ để đối phó với lực lượng không quân cực mạnh của Trung Quốc. Tuy nhiên, số lượng 142 chiếc máy bay chiến đấu tàng hình thế hệ 5 của Mỹ, mặc dù có thể khiến Trung Quốc phải e dè, nhưng nó vẫn chưa thể so với số lượng chiến đấu cơ tàng hình của nước này. Tuy nhiên, cái cách mà Tokyo mua sắm F-35 mới là điều khiến Bắc Kinh phải lo ngại. Theo kế hoạch cũ, 42 máy bay tiêm kích Nhật Bản ban đầu được dự định mua đều thuộc phiên bản F-35A của lực lượng không quân, một phiên bản cất cánh hạ cánh trên đường băng thông thường dưới mặt đất, còn lô 100 máy bay bổ sung sẽ bao gồm cả hai loại F-35A và F-35B. F-35B là phiên bản chiến đấu cơ có khả năng cất cánh ngắn trên đường băng ngắn và hạ cánh thẳng đứng, được mang trên tàu đổ bộ tấn công của lực lượng đổ bộ tấn công Viễn Chinh, Hải quân đánh bộ. Để có thể mang được máy bay F-35B, chính phủ Nhật dự định cải tạo tàu sân bay trực thăng DDH-183JS Izumo thuộc lớp 22 DDH của lực lượng tự vệ trên biển để làm tàu mẹ chở các chiến đấu cơ tối tân này. Mô hình cải tạo có thể dựa trên những công nghệ áp dụng cho các tàu đổ bộ tấn công LHD lớp Guam và LHA-6 lớp America của Mỹ. Việc Nhật trang bị phiên bản F-35B trên tàu sân bay này sẽ khiến năng lực tác chiến thống nhất không hải của lực lượng phòng vệ Nhật được nâng lên rất mạnh, trở thành cánh tay nối dài cho máy bay chiến đấu Nhật Bản khống chế toàn bộ không phận của biển Hoa Đông. Dự kiến mỗi chiếc tàu có lượng dạn nước chưa tới 30.000 tấn này có thể chở tối đa khoảng 16 chiếc F-35B, giúp cho mỗi tàu có khả năng kiểm soát một vùng không phận rất rộng trên biển, đồng thời cũng hỗ trợ hỏa lực mạnh mẽ cho lực lượng đổ bộ Viễn Chinh.
Với loại tiêm kích tàng hình F-35B có tính năng vượt trội so với tiêm kích hạm J-15 của Trung Quốc, mỗi lớp tàu Izumo đều có khả năng tấn công cao gấp đôi so với tàu sân bay Trung Quốc, khiến cho cán cân lực lượng nghiêng về Nhật Bản trong tranh chấp Senkaku Điếu Ngư. Trong tương lai, có thể chiếc thứ hai cùng lớp là DDH-184JS Kaga cũng sẽ được nâng cấp tương tự như Izumo. Cùng với dàn chiến đấu cơ tàng hình F-3, Nhật sẽ có đủ lực lượng đối phó với các chiến đấu cơ thế hệ 5 J-20, J-31 và ít nhất là 4 tàu sân bay mà Trung Quốc sẽ sở hữu. Nếu như các bạn thấy những bản tin quân sự hay và hấp dẫn, thì hãy ủng hộ chúng tôi bằng cách ấn đăng ký theo dõi. Việc đăng ký trên hoàn toàn miễn phí. Video này, hãy like và chia sẻ cho bạn bè của mình. Hãy cho chúng tôi biết suy nghĩ của bạn bằng cách comment ở bên dưới. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã ủng hộ. Xin chào và hẹn gặp lại.